Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi tới phần thứ hai của chương trình bữa nay. Một lần nữa tôi nhắc quý vị, bữa nay rất là quý có bác sĩ Tâm Bùi, chuyên khoa về tai mũi họng. Quý vị nên gọi vô đặt câu hỏi về tai mũi họng cho bác sĩ Tâm Bùi. Một lần nữa, 714-893-3264. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Dạ, tên là Loan ạ. Dạ, chào cô Loan. Dạ, bà Loan. Dạ. Tôi muốn hỏi bác sĩ về tại sao mà cái chân bên phải của tôi á, dạ, nó cứ bị đau, cho nên nên làm cái gì đứng lên ngồi xuống nó cũng đau. Rồi cứ phải lấy cái đi bỡ, cứ phải xài cái chân trái nhiều hơn đó bác sĩ. Mà tôi bị như vậy là cũng khoảng 5-6 tháng rồi. Mà cô có đi bác sĩ gia đình đặng họ nghiên cứu, họ chụp hình x-ray mấy cái đó không cô? Dạ chưa có đi, tại vợ cứ để yên xong coi nó có hết không ấy, mà đi đánh chân biết xuống vậy. Mỗi lần mà cúi xuống lụng bò banh nữa là chỉ có xài cái chân trái thôi. Dạ. Nhưng mà nếu mà theo tôi hiểu đó, cô đánh tennis được là nó cũng không có tệ lắm. Tại nếu mà nó đau, dạ, tại cô nói là nó đau bên tay phải nhưng mà cô vẫn đánh tennis được phải không? Chân phải, nhưng mà tay phải. Oh, chân phải, cái chân cái foot. Vâng. Nghĩa là nhưng mà cô vẫn đánh tennis được phải không cô? Vâng ạ. Dạ. Vẫn đánh tennis được. Mà cô có uống thử giống như là Advil, Tylenol nó có đỡ không cô? Dạ không, chưa có uống. Dạ. Tại vì hồi xưa nó cũng bị đau ở chỗ cái cạnh sườn ấy. Dạ. Rồi đi bác sĩ thì họ cho chụp hình, rồi họ đưa cho đủ mọi thứ thuốc uống. Dạ. Mà thì nó cũng không hết, cái hồi tiếp ghét có thường uống, nó được ngưng đi thì nó lại hết. Dạ. Nên bây giờ bị cái chân lên chưa muốn uống. Dạ. Tại vì nó cũng không có đau đến cái độ mà không chịu nổi ấy. Dạ. Mà cô đau, cô nói là cô đau kéo dài cứ chừng 2-3 tuần rồi hả cô? Trong khoảng 5-6 tháng. Ồ, 5-6 tháng. Mà trong cái thời gian nó kéo dài đau vậy đó, cô có ngừng đánh tennis cái chừng 2-3 tuần không cô? Dạ không, không có ngừng. Dạ, ok. Cái chuyện đầu tiên tôi khuyên đó là khi nào mà mình bị, nó gọi là một cái chronic pain gì đó, cô nên ngừng đánh tennis, tôi nghĩ cái chừng 2-3 tuần. Đúng. Dạ, tặng nó... có thể đặng nó có thời gian đặng nó dưỡng, đặng nó có thể lành trở lại. Cái phần thứ hai, dạ, tôi khuyên chuyện đầu tiên đó là cô nên trở lại bác sĩ gia đình, đặng bác sĩ gia đình có thể khám. Là tại tôi nghe cô nói đó, tôi không có thấy cái bàn chân của cô, tại tôi không biết nó đau chỗ nào nữa. Mà tôi phải rợn, nó đau cái chân, cái bàn chân nó lại không đau. Cái chân nó đau ở phía, ví dụ như ở bên dưới đầu gối á. Ok. Rồi bên trên đầu gối nữa. Ok. Tôi hiểu rồi. Cái này đó dễ, tại tôi cũng đánh tennis đó cô, thì tôi biết cái này. Dạ. Là cái này nó gọi là cái shin splint đó cô. Dạ. Là tại mấy người mà họ khoái đánh tennis quá đó, thì họ ham đánh quá đó, thì đánh nhiều đó, thì nó bị cái xương đằng trước ở dưới đầu gối của mình đó, nó gọi là cái shin. Vâng. Cái đó mà vâng. mình apply too much pressure đó, nó tạo ra cái shin splint. Cái đó chỉ có một cách trị đó, là mình phải ngừng một thời gian đặng cho nó dưỡng trở lại. Dạ. Dạ, nếu có cô có thể cơ hội mà cô gặp bác sĩ gia đình đó, thì cô xin bác sĩ gia đình cho thuốc, cái thuốc nó gọi là Voltaren gel, cái thuốc pomade boiling đặng nó giảm sưng cái pomade vậy tôi cũng có cái thuốc đó ở nhà. Dạ. Nên bôi cái đó. Lần trước đi ông ấy cho rồi á. Dạ. Vâng. Thì lấy cái đó bôi hả? Lấy cái đó bôi xong rồi đó, cái shin splint mà nó ngay dưới cái đầu gối đó, thì có nhiều khi đó tôi lấy nó gọi là một cái velcro strap đó, xong rồi tôi cột nó đặng nó chắc lại đó cô. Thế nếu mà cô cột nó lại đó, tôi nghĩ đó cô đánh tennis nó sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà cái vấn đề hay nhất tôi khuyên đó là cô nên nghỉ đánh tennis cái chừng 2-3 tuần. Dạ. Nếu mà nghỉ mà nó hết thì mình đánh trở lại được. Dạ, được. Dạ. Dạ. Vâng. Dạ. Vâng, vậy cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ. Lắm ạ. Không có gì hết. Dạ, chào cô. Dạ, vâng. Dạ, chào bác sĩ. Một lần nữa, quý vị nên gọi vô đặt câu hỏi về tai mũi họng cho bác sĩ Tâm Bùi. Tại rất là hiếm mà rất là quý có bác sĩ Tâm Bùi ở đây. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi.
Dạ, dạ thưa kính kính thưa hai bác sĩ, tôi dạ. tên Liên đó bác sĩ. Dạ, chào hôm nay tôi 45 tuổi rồi. Dạ. Thưa bác sĩ, muốn xin bác sĩ hỏi hai câu hỏi được không? Dạ, được. Câu dạ, hỏi. Dạ, thưa bác sĩ, câu thứ nhất là tôi có đi khám tim đó bác sĩ. Dạ. Thì sau khi đo tim rồi siêu âm tim rồi không sao, nhưng mà cuối cùng bác sĩ tim có biểu tôi đi đo tim. Mà tôi nghe đo tim tôi sợ quá, không biết sao, có sao không bác sĩ, có nên làm không bác sĩ? Dạ không sao hết cô, đo tim nó rất là không có gì mà nguy hiểm hết. Họ đo tim thường họ cho mình, họ cho mình đi lên cái máy, mình đi bộ xong rồi đo cái tim, cái đó nó gọi là stress test, không có gì nguy hiểm hết. Hay là họ có thể họ chụp cái siêu âm, nó gọi là cái echocardiogram, cái đó là siêu âm thôi, không gì nguy hiểm hết cô. Cô nên... bác sĩ có chạy treadmill miêu rồi, nhưng mà sau khi chạy thì bác sĩ nói phải đi làm gì á. À, chụp, dạ, cho bác sĩ muốn đi chụp cái echo, cái chụp cái echocardiogram đó cô, cái đó là siêu âm cái tim đó. Đó. Dạ, mà cái đó hình như có cho thuốc gì vô trong mạch máu phải không bác sĩ? Dạ, không, họ vô thuốc trong cái mạch máu thôi, không gì nguy hiểm hết đó cô. Không có gì hả bác sĩ? Dạ. Nên làm hả bác sĩ? Dạ, nên làm, phải làm. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, còn câu hỏi thứ hai đó, dạ. xin lỗi bác sĩ, là tôi hỏi cho người em ở bên Việt Nam đó bác sĩ. Dạ, dạ. Nó là con đàn ông, năm nay nó 65 tuổi rồi. Dạ. Mà nó nói cho đúng là nó uống rượu bác sĩ. Dạ. Thì thình lình một buổi sáng kia nó ngủ dậy, nó thấy sao tự nhiên hai cái cẳng nó bị đi không được nữa bác sĩ ơi. Cái mới đưa vô trong bệnh viện. Thì sau khi bác sĩ xét nghiệm khám xong, bác sĩ nói bị sơ vữa động mạch trên não. Đúng rồi. Làm sao vậy bác sĩ? Dạ. Mấy người mà uống rượu đó, cái nguy cơ mà bị stroke, tai biến não bộ đó rất là cao. Thành ra, dạ, cái đó rất là dễ hiểu cô. Mấy người mà uống rượu đó, cái nguy cơ mà bị đứng tim hay là bị stroke trên đầu của, thì lúc mà mình bị stroke đó, thì nó sẽ liệt cái chân của mình đi. Thật ra, cô nên khuyên em của cô ở bên Việt Nam đừng có uống rượu nữa. Tôi khuyên đừng có uống rượu gì hết đó. Là hay nhất nha cô. Dạ thưa bác sĩ, nhưng bây giờ nó đã bị liệt cái chân rồi thì có chữa được không bác sĩ? Tôi không biết rõ cái trường hợp này, nhưng mà theo cô kể đó thì tôi nghĩ nó bị cái stroke đó, thì có thể là mình có thể vật lý trị liệu trở lại, có thể hy vọng đó là mình có thể dùng một phần trở lại được cô. Hy vọng. Ừ. Dạ. Hy vọng đó hả bác sĩ? Dạ, hy vọng, nhưng mà mình phải làm cái vật lý trị liệu, mình phải tập, Mỹ nó gọi là rehab đó cô. Dạ. Dạ. Mình tập lâu lắm phải không bác sĩ? Dạ, dạ, cũng, hả, bác sĩ? Dạ, cũng phải tái nghị lắm, cũng phải tập lâu lắm cô. Dạ. Ồ, vậy bác sĩ. Dạ. Dạ. Dạ, dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều nha bác sĩ. Dạ, để tôi nói với nó là nó phải đi tập, chứ không có cách nào chữa hết á. Dạ, không cô. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn hai bác sĩ nhiều. Dạ, chào cô. Dạ. Chào cô. Dạ, chào bác sĩ. Hello, chưa biết tên tuổi và câu hỏi. Tôi chào, tôi là người muốn thưa với bác sĩ Tâm Bùi giờ là yeah. Hello. Dạ, chào cô. Có phải tôi không? Dạ, cô có hỏi đi không? Tôi hỏi bác sĩ Tâm Bùi đó, tôi bị người bị tai bị họng đau đó. Dạ. Yeah. Yeah. Cái tai tôi thấy nghe nhỏ quá. Dạ cô. Cái tai đau sao cô? Cô vặn cái tivi cô xuống, cô vặn cái tivi xuống một tí đi cô. Vặn tivi nhỏ xuống hả? Dạ, tại cô lấy cái tivi nó lớn quá, nó làm echo đấy cô. Tại vì tôi có gọi lên văn phòng bác sĩ mà mấy cô y tá, các cô nói hẹn tôi cái gì cả tháng mấy nữa cơ phải tới. Dạ yeah, hả? Dạ, yeah, thì mai cô gọi lại xem sao nhé. Rồi giờ tôi phải làm sao? Thì mai, ngày mai cô gọi lại office rồi nói chuyện lại xem sao nhé. Vâng. Được gặp sớm phải không? À thì dạ. Tôi bị đau họng và đau lưỡi đó. Dạ. Mà tôi gọi mà từ mấy cô ở văn phòng ấy hẹn tôi mấy đến tháng mấy này mới đến được, thì tôi không biết làm sao được bây giờ. Dạ, thì ngày mai nói chuyện cô sau nhé. Dạ, cảm ơn cô, ngày mai cô gọi lại nha. Gọi đến văn phòng dạ. Hả? Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Hello, anh cho biết tên tuổi vào câu hỏi. Hello. Hello. Dạ. Dạ, tôi muốn hỏi thăm hai bác sĩ á. Dạ. Con tôi 25 tuổi, dạ. Mà cháu nó bị viêm xoang á, mà mới mổ hôm tháng 4 rồi.
Nhưng mà tại sao bây giờ nó cũng bị nghẹt mũi lại, thì nó có bị viêm son trở lại không người bác sĩ? Thì cái đó phải phải coi lại, có vì thật ra lúc mà mổ thì nó phải vài tháng nó mới lành nhá, 6 tuần 8 tuần đó thì nó mới lành. Rồi sau đó nếu cần phải làm lại CAT scan, làm lại một cái gọi là CT scan để qua lại xong mũi sao. Cái nghẹt mũi thì có nhiều lý do lắm, có thể bị viêm mũi này, có thể bị nhiễm trùng này, có thể bị allergy chẳng hạn, có nhiều lý do khác nhau. Thành ra không biết, tôi không biết rõ là lúc trước mà em nó có mổ, nó có làm mổ chính xác nó mổ cái gì thì tôi không có rõ nhá. Nhưng mà về viêm xoang đó bác sĩ, thì viêm xoang nó có nhiều viêm xoang khác nhau cơ, có nhiều xoang, đầu mình có 8 cái xoang lại nhé, thì qua xoang mình cái xoang nào bị là rồi qua tại sao nó ngạt mũi như vậy nhé. Rồi thật ra ngạt mũi không phải vì cái xoang đâu, nếu có bị xoang mũi nhiễm trùng có thể một phần là cái đó, có thể một phần là một cục thịt trong mũi hoặc là vách vách ngăn nó vào chẳng hạn, cũng có thể bị ngạt mũi chẳng hạn. Dạ. Nhé. Tại vì khi mà kem lên á, khi mà cho con tôi đi kem á là cái căn mũi của nó đang thu, và người ta nói là cái này là phải phải nạo da đó, mình thử là đi nạo da rồi nhưng mà bây giờ thấy nó nghẹt trở lại, mình thử tôi sợ nó bị giống như hồi xưa hồi tháng tư á, thì từ năm nay á. Dạ. Thì đề nghị coi cái này mới chỉ 4 tháng thôi, đề nghị coi nếu cần phải coi lại, phải làm mồi soi coi lại cái mũi nha, coi có bị xoang mũi có bị gì không, có mũi chạy ra không chẳng hạn, rồi uống thuốc trụ sinh để nếu mà cần phải làm lại CT scan xem sao. Dạ. 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 Cảm ơn bác sĩ. Dạ. Chào cô. Dạ. Chào cô. Cảm ơn cô. Bây giờ mình dành phần quảng cáo cho mấy cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này.